Xin chào mọi người, welcome to Practical English. Xin chào mọi người, hôm nay Quốc sẽ xin giới thiệu với mọi người một cách thức, một công cụ để chúng ta cùng nhau học thêm từ vựng. Cũng như mọi người đã biết, hoặc là chưa biết, là đối với việc học bất kỳ một ngôn ngữ nào thì từ vựng là một điều rất rất là quan trọng. Hôm trước Quốc đã giới thiệu với mọi người một trang web để học tiếng Anh, để học thêm từ vựng đúng không? Hôm nay Quốc sẽ giới thiệu thêm một công cụ mới gọi là Quizlet. Ok, để sử dụng được công cụ này thì như hôm trước, ngày đầu tiên hết, Quốc đã nói để giới thiệu mọi người cần có một cái Gmail, là một cái tài khoản Gmail á. Mười có rồi chưa ạ? Nếu có rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu ha. Bây giờ từ ở thanh công cụ tìm kiếm, Quốc thì thường dùng Google. Mọi người có thể dùng bất kỳ một thanh công cụ tìm kiếm nào mọi người thường, nhưng mà Quốc thì dùng Google. Thì từ thanh công cụ tìm kiếm này, mọi người đánh vào chữ Quizlet là Quizlet. Mọi người đánh vào Quizlet và bắt đầu tìm ha. Thì trang đầu tiên hết ở đây, kết quả địch tìm kiếm đầu tiên Quizlet, mọi người cứ bấm vào. Thì bởi vì đây là mọi người mới, đúng không? Thì mọi người sẽ thấy đây là giao diện chính của Quizlet. Thì mọi người cần phải sign up là đăng ký. Mọi người sign up ha. Thì mọi người sign up bằng email, là cái Gmail của mọi người nè, bằng cái password. Và sau đó phải thay thêm một số như là tên, tuổi, địa chỉ, tên, tuổi và số điện thoại. Cái cần thiết để có gì chúng ta cần phải xác nhận cái thông tin của mình á. Rồi ha, bây giờ Quốc cho rằng đi là mọi người vừa mới làm xong, vì chúng ta sẽ quay, chúng ta đã có đăng ký tài khoản rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu login, là chúng ta sẽ đăng nhập ha. Thì đăng nhập, mọi người có thể đăng nhập bằng username và password, nhưng mà đơn giản nhất là mọi người sẽ đăng nhập bằng với lại Google. Đừng xài Facebook nha. À, muốn thấy Google thì nó chắc chắn hơn. Ok, bây giờ ở đây mọi người có Google, thì Google của Quốc đây. Bây giờ Quốc dùng cái tài khoản Gmail, Gmail của mình, quocphạm.tso@gmail.com. Thì khi Quốc bấm tên vào, bấm password vào, cái gì máy tính của Quốc nó nhớ sẵn, nhưng mà mọi người thì lần đầu tiên thì mọi người phải tự bấm vào ha. Rồi, khi mọi người đã vào được trong cái phần mềm Quizlet này, cái trang web này rồi, thì mọi người có thể ở trong đây, mọi người sẽ có thể bắt đầu tìm kiếm giùm cho Quốc Phạm Thành Quốc. Phạm Thành Quốc, thì khi mọi người đi tìm, mọi người sẽ thấy đây cái logo của cái trang chúng ta nè, Phạm Thành Quốc Practical English. Mọi người bấm vào trong đây. Thì khi mọi người bấm vào, mọi người sẽ thấy có rất là nhiều folder. Thì là Quốc đã soạn và giống như là Quốc soạn và Quốc tập trung những cái từ vựng theo từng chủ đề, từng chủ điểm lại với nhau. Dường như đây có những tài liệu, những chủ đề như là về động từ, như holidays, hay là prepositions, housing, Australia, adjectives, education. Cái là những cái chủ đề mà Quốc đang dạy bên này, Quốc tập trung lại hết trong đây. Mọi người, Quốc sẽ share những cái tài liệu này. Mọi người có thể học chung lại với nhau. Vậy thì để học cái này thì chúng ta cần làm sao để học ha? Mọi người đơn giản. Ví dụ như bây giờ chúng ta chọn một chủ đề ha. Ví dụ như chủ đề này đi. ESL Hobbies. Bây giờ chọn chủ đề này, chúng ta bấm vào đây. Thì chúng ta có ESL Hobbies, chúng ta có nhiều chủ đề đúng không? Thì ở đây mọi người thấy, đừng để ý cái phần này trước ha. Bây giờ chúng ta đi kéo xuống một chút. Mọi người sẽ thấy bên tay trái là sẽ có tên của những từ chúng ta cần học. Ở giữa là hình ảnh. Và bên đây có khi Quốc sẽ bỏ thêm những cái, nếu mà trình độ cao hơn thì Quốc sẽ bỏ thêm những cái những cái định nghĩa bằng tiếng Anh ha. Hoặc chúng ta vẫn có thể cho dùng những cái định nghĩa bằng tiếng Việt nữa đó. Nhưng mà giờ mình thấy đi, cái từ này, thì điều đặc biệt của công cụ này Quốc muốn giới thiệu với mọi người là gì? Đó là công cụ này có thể cho nghe chúng ta được phát âm chuẩn. Drawing. Drawing. Mọi người thấy nghe ha? Drawing. Ok.
Vậy thì bây giờ chúng ta có Drawing. OK. Chúng ta nghe được phát âm và chúng ta thấy được hình ảnh, chúng ta sẽ nhớ được cách những từ này. Chúng ta có Fishing. Reading books. Listening to music. ở đây có rất nhiều. Ở giữa khoảng này là bởi vì đây là phần mềm miễn phí nên nó sẽ có những cái phần quảng cáo. Mọi người lưu ý là đừng click vào những phần quảng cáo này ha. Ừ. Rồi bên trái là từ chúng ta cần học, bên phải là những cái hình ảnh để chúng ta thấy để dễ nhớ. OK. Vậy thì chúng ta học như thế nào? Bây giờ những cái này là có sẵn hết rồi đúng không? Mọi người chúng ta chỉ cần luyện tập. Chúng sẽ có nhiều cách để luyện tập. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có nhiều cách luyện tập lắm đúng không? Bây giờ cái flashcard từ từ. Bây giờ sau khi đọc luyện xong hết rồi đó, mọi người chúng ta có thể đi theo từng phần như thế này. Thì và bài luyện tập đầu tiên, chúng ta click vào, chúng ta nhấn vào ha. Chúng ta sẽ thấy hình. À, bây giờ chúng ta phải nhìn hình. Và chúng ta nhấn ở đây nè. Drawing. Thì chúng ta thấy thấy chữ và nghe cả âm thanh. Drawing. Để nhớ, khi mà chúng ta đã thấy là cảm thấy nhớ xong rồi, chúng ta sẽ đi qua từ tiếp theo. Cái này là gì mọi người? Ví dụ như vậy. Fishing. Nhớ cái hình này. Fishing. Fishing, fishing, ok. Thì đây là một cách để chúng ta luyện. Luyện xong hết những cái từ mà chúng ta cần học thì chúng ta có thể quay lại. Back là quay ngược lại về phía trước. Tiếp theo, đến phần learn là học. Học như thế nào đây? Chúng ta nhấn vào ha. OK. Bây giờ chúng ta thế nào? Có 30 từ cần phải học và chúng ta phải trả lời mỗi một từ chúng ta cần học á phải trả lời hai lần và trả lời đúng hai lần nha. OK thì mới được cho qua từ mới. OK chưa? Này là gì ta? À. Cái này là cooking, dancing, climbing, camping. Ví dụ như một trả lời ha. Camping. Oh, nice, correct. Nice, nicely done. OK. Camping. Camping, chúng ta có thể nghe lại. Tiếp theo. Oh, what is this? Cái này là gì ha? Swimming, camping, shopping, climbing. Which one? Climbing. Yay. Climbing. Climbing. OK, tiếp theo nha. Đúng rồi. Wow. What is this? I don't know. What is this? Playing sports, playing soccer, playing cards, playing tennis, playing sports, maybe. Oh no. Study this one. Wrong now. Mấy cái này mình phải trả lời sai rồi. Sai rồi. Câu trả lời đúng là playing cards. Mình nói là playing sports sai ha. Mình phải học lại nha. Playing sports. Playing sports. Playing sports, ok. Tiếp theo, chúng ta sẽ học theo kiểu như vậy ha. Ok. Bây giờ chúng ta quay ngược lại để qua một cách thứ hai. Cách thứ ba là cách thứ ba chúng ta sẽ write. Rồi, bây giờ phải nhớ. Ai chà. Cái nhìn cái hình và chúng ta phải nhớ cái chữ chúng ta phải đánh vào. Ví dụ đánh đây. I climbing. Mình answer. À, correct. Đúng rồi. Thì chúng ta đi theo tiếp theo. Ai chà. Cái này là gì vậy? Hiking. Oh, correct. Good. What about this? This is singing. What trả lời nha? Singing. Oh, wrong, incorrect. Nếu mình trả lời sai thì máy sẽ cho mình biết trả lời đúng là này, từ singing này. Mình phải trả lời lại. À. Ok. Mình phải đánh lại. Wow, what is this? This is oh. No. Playing soccer mà đúng. Thì có nghĩa là mình trả lời đúng thì máy nó cho mình biết đúng mà mình sai thì mình nói sai. Ok. Rồi, bây giờ mình học xong một phần này mình sẽ quay lại. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng đến phần spelling. Spell. Riding a horse. Spelling này có là mình phải nghe máy đọc. Riding a horse. Mình nghe đọc mà mình đánh phần lại. Giống như ở đây kêu là riding horse. Nghe và mình phải viết lại rồi mình trả lời. Và trả lời bằng cách nào? Bằng cách nhấn enter ha, enter. Nhấn phần enter trong máy tính của mình á.
Playing basketball. Nếu mình trả lời đúng thì má sẽ cho mình câu hỏi tiếp theo. Nếu mình trả lời sai, ví dụ như này, nó nói là nếu mình nghe không kịp, mình nghe lại. Playing basketball. Playing basketball. Bây giờ playing basketball. Bây giờ mình Playing basketball. có BASKETBALL. Playing basketball. Quốc đánh bị sai rồi nên bây giờ máy bắt phải đánh lại play in basketball. Doing puzzles. Ok, cứ tương tự như vậy mọi người sẽ phải học rất là nhiều cách để học những cái từ mà mình cần học ha. Tiếp theo là một cách khác đó là test. Test là một bài kiểm tra nhỏ nhỏ. À, tôi phải trả lời nha. Cái này là gì? Cái này là climbing. Này là playing basketball. Cái này là singing. Cái này là playing games, for example. Đây là doing yoga. Xong ha. Có rất là nhiều cái kiểu câu hỏi. Đây là câu hỏi trả lời. Đây là câu hỏi phần phần matching. Matching là bỏ bên phần trên trái và bên phải lại để nói lại với nhau cho nó đúng ha. Ví dụ như này, hình nào cho chúng ta thấy là matching video or watching movies. B, như B thì mình đánh điều này. B, playing sports. Nào là playing sport là này. A thì bố đánh điều A. Cái nào là watching TV? Là C là watching TV. So we're watching TV. 4. Reading books. Thì mình nói là D. And playing soccer là E. Như vậy. Cô trả lời những cái này ha. Có, ở đây là phần multiple choice trả lời với là phần mà trắc nghiệm. Ở đây có phần trả lời true false, trả lời đúng sai. Thì mình bắt đầu là theo ví dụ như mình làm xong hết thì mình trả lời đúng nè, đúng nè, đúng nè. Wrong. This is playing video games. Vậy là mình cần phải học được một từ. Cái này là doing yoga. Đúng. Rồi trả lời đúng. Đúng, 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 đúng không? Đó, cái là mình sẽ có cái nhiều cách để mình học từ vựng như vậy. Ok chưa? Rồi. Chúng ta quay ngược về màn hình chính nha. Chúng ta đã học có 5 cách để học từ vựng rồi. Có thể hữu dùng cái flashcard để học, có dùng learn, dùng write, dùng spelling, test, matching. Matching là cái này giống như một cái dạng game nhỏ nhỏ ha. Một cái game là cái bài game này là gì? Chúng ta phải kéo một cái chữ và một cái hình lại giống cho hai thứ cho nó đi chung với nhau. Nếu mình như mà đúng thì nó sẽ biến mất. Chúng ta bắt đầu nha. Ví dụ như cái này. Playing tennis, which one? This one. Playing tennis. This one. Camping, camping, camping. Where's camping? Camping here. Camping. This one. Listening to music, listening to music. This one. Climbing, 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 climbing here. Yay. Playing the drums. Playing the drums. Here. Yes. Playing sports here. Yay. Nếu mình trả lời đúng hết thì mình mất biến mất hoàn toàn. Cái này mà có mấy đứa con á, mấy đứa mình chơi chung với mấy đứa nhỏ, mình có thể học và chơi chung với nó cái này ha. Bây giờ quốc quay lại không 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 làm nữa. Hai cái phần cuối này á thì cũng là một dạng trò chơi và cái phần cuối là phải có nhiều người chúng ta mới chơi được ha. Cái phần này là gravity, giống như là giống như là bắn thiên thạch vậy đó. Chơi dễ dễ thôi, đừng chơi khó quá. Tất cả những từ mình mà học ha. Giờ mình thấy chữ nào là mình phải bấm chữ đó nha để cho nó biến mất. Cái này là gì? Doing yoga. Yoga biến mất không? Cái này là gì? Playing sports. Xem chết, xem chết. Next one. What is this one? La 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 la. Singing. Yes. Okay. Cái này đối với bài tập này chúng ta tập đánh máy và tập phản xạ cho nhanh để nhớ cái từ ha. Khi luyện tập xong thì chúng ta quay ngược về màn hình chính.
Và cuối cùng là phải có nhiều người chơi chung với nhau. À, nếu như mà chúng ta học chung một lớp đó, thì có thể chơi chung trò này với mọi người, nhưng mà hiện tại thì không chơi được. Vậy thì mọi người cũng thấy học từ vựng có thể là một chuyện rất là khó nhớ, đặc biệt vì những người trên 20. Chúng ta không dám nói trên 30, chứ nói là trên 20, nhưng chúng ta cũng thấy là bắt đầu quên quên rồi ha. Bây giờ mà trong nhóm mình thì cũng nhiều bạn bắt đầu lên hàng 3 rồi, thì lại càng quên nhiều hơn nữa, hàng 4 là còn quên nhiều hơn chút nữa. Nên chúng ta phải có nhiều cách để học. Đối với chuyện học này, nó sẽ có nhiều bạn nói là không thích cầm máy nhiều, nhưng mà nó có rất là nhiều sự tương tác, có là có nghe, có đọc, có viết, có làm những cái trò chơi mà liên kết giữa tai và chân. Sorry, không phải tai chân, tai và mắt và não nữa. Đó là làm cho mọi thứ nó mọi cái giác quan của chúng ta, rất là nhiều giác quan của chúng ta nó liên kết lại với nhau ha. Và đặc biệt thêm một chuyện, nếu mọi người có dùng điện thoại smartphone thì mọi người vẫn có thể vừa lên App Store nếu như xài iPhone, và Play Store nếu như xài điện thoại mà Samsung hay là Apple hay điều hành Android đó. Thì mọi người có thể download được cái phần này, Quizlet này về, và cũng login với lại cái Gmail của mọi người, với cái Gmail á, thì vẫn có thể tiếp tục xài những cái tính năng này ở trên điện thoại và sử dụng. Có là mình đi đến đâu mình cầm điện thoại đến đó thì mình đều có thể có 5 phút, 10 phút để đem ra để luyện tập, để luyện từ vựng lại hết ha. Nếu như mà mọi người muốn muốn rõ hơn về cái app á, tôi sẽ làm thêm một video nữa để giúp mọi người về cái app. Nhưng tạm thời ngày hôm nay chúng ta đã nói về kênh thanh công cụ về công cụ để học tiếng Anh gọi là Quizlet. Có hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục dùng công cụ này nhiều hơn để luyện tập từ vựng của mình. Bởi vì có càng nhiều từ vựng thì tiếng Anh chúng ta sẽ càng giỏi hơn. Hẹn gặp lại mọi người vào một video khác. Cảm ơn mọi người.